Ngày 20 tháng 8 năm 2021, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc Hà Nội sẽ không cho người dân di chuyển trong 7 ngày. Tuy nhiên, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật. Đồng thời, Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội đang phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội rà quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sở Thông tin Truyền thông cũng khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội hoặc nhắn tin cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên. Tại cuộc họp báo chiều 20 tháng 8 năm 2021, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, biểu quyết thống nhất trên cơ sở đề xuất, báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố, theo chỉ thị số 16 đến 6 giờ ngày 6 tháng 9. Theo báo cáo của thành phố Hà Nội, trong 27 ngày thực hiện giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố bước đầu được kiểm soát. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, nguy cơ, thách thức đặt ra. Lượng người ra đường vẫn đông, nhiều trường hợp đã bị xử lý vi phạm. Thành phố cũng liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng tại các khu vực có mật độ dân cư đông, địa bàn phức tạp, ngõ ngách đan xen với các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ thiết yếu đang hoạt động tại khu vực. Qua công tác xét nghiệm diện rộng, thành phố bước đầu đã xác định được một số địa bàn và đối tượng nguy cơ rất cao, vùng đỏ và nhóm đỏ, tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lớn có thể hình thành những ổ dịch phức tạp khó kiểm soát. Trước đó, ngày 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày từ 6 giờ sáng 24 tháng 7. Đến ngày 6 tháng 8, do tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục theo chiều hướng xấu, Hà Nội đã quyết định tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6 giờ ngày 23 tháng 8 trên phạm vi toàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.